Nhà vô địch SEA Games mới đây đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và có những chia sẻ nhằm chốt hạ việc giao lưu võ thuật với võ sư Forrest. Cách đây không lâu, võ sư Forrest tiếp tục có những hành động làm nóng cho lời thách đấu của võ sĩ Boxing sinh Trương Đình Hoàng bằng một tâm thư trên trang cá nhân. Theo đó, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh đưa ra một số quy tắc cho cuộc giao đấu, bao gồm việc không đánh vào các vùng hiểm yếu như hạ bộ, mắt, cổ họng. Trong thư, ông Forrest cho biết, Đình Hoàng có thể đeo găng tay tùy ý, Riêng võ sư người Canada sẽ sử dụng tay không hoặc găng tay mỏng để cảm thấy thoải mái. Nhà vô địch SEA Games Trương Đình Hoàng bất ngờ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 9 tháng 3. Theo chia sẻ, võ sĩ boxing cho biết mình đưa các học trò từ Đắk Lắk xuống núi để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè võ sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi trò chuyện với phóng viên của báo, võ sĩ sinh năm 1990 cho biết mình đánh với võ sư Fred thắng chẳng được gì, thua còn mất nhiều thứ. Nhiều người nghĩ tôi thách đấu để nổi tiếng, tôi khẳng định mình không cần. Và lại đấu với võ sư Forrest có thắng tôi chẳng được gì, không chứng nhận, không huy chương. Thậm chí tôi đang là vận động viên, là huấn luyện viên, nếu thua còn mất rất nhiều thứ. Chính vì vậy tôi chấp nhận đánh chỉ đơn giản không muốn ai xem thường võ sĩ Việt. Đình Hoàng chia sẻ. Đình Hoàng cho rằng võ sư Forrest không cần mỗi ngày trên mạng xã hội ghi vài dòng, chỉ cần chốt ngày cho một cuộc hẹn là ổn. Bên cạnh đó, nhà vô địch SEA Games 28 cảm thấy khó hiểu khi võ sư Forrest mỗi ngày cứ lên mạng xã hội đưa ra một điều kiện. Theo đó anh cho rằng võ sư này chỉ cần một cái hẹn là xong, bởi anh không muốn nhiều người hiểu lầm bản thân đang tạo hiệu ứng truyền thông. Tôi thấy võ sư Forrest không cần mỗi ngày lên mạng xã hội viết vài dòng, nếu có thành tâm muốn đấu thì chỉ cần thông báo cho tôi một ngày chính xác, cả hai bên gặp nhau thỏa thuận, chốt mọi thứ rồi đấu, không cần quá nhiều chuyện dườm già. Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi chỉ cố gây chú ý, tính tôi nói đấu là đấu võ sĩ Đắk Lắc gửi gắm tới Forrest. Nhà vô địch SEA Games 28 thẳng thắn cho biết anh không muốn phát biểu thêm về chuyện giao đấu cho đến khi võ sư Forrest thẳng thắn chốt ngày gặp mặt anh. Đặc biệt, Đình Hoàng khẳng định, nếu mình tự tin có thể xin được giấy phép để tiến hành trận đấu này nếu như võ sĩ Forrest thật lòng muốn giao hữu. Võ sĩ boxing Việt Nam hy vọng trận đấu sẽ diễn ra tại Đắk Lắk vì sẽ dễ tiến hành hơn và có nhiều bạn bè của anh muốn được xem. Cuối cùng Đình Hoàng tâm sự. Bản thân muốn sự việc giữa anh và Forrest nên dừng lại, đến khi võ sĩ người Canada sang Việt Nam và chốt ngày đấu. Thật sự tôi thấy mệt mỏi và không muốn nói gì thêm liên quan đến chuyện này nữa. Tôi cũng sẽ không đáp lại những lời trên mạng của ông Forrest. Bởi những lời đó không cho tôi biết ngày nào mình sẽ đấu với anh ta. Mọi người quan tâm đến tôi, tôi rất vui, nhưng thà để cho tôi đỡ... <laughs> nhưng thà cho tôi đấu sẽ đỡ mệt hơn là những thông tin bên lề không đi tới đâu, Đình Hoàng khẳng định. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Không lâu sau khi hồi hương, chuẩn võ sư Forrest đã có những phát biểu mạnh mẽ về chuyện tỷ thí với nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Cách đây ít giờ, chuẩn võ sư Forrest đã gửi thông điệp đặc biệt của mình tới kẻ thách đấu Trương Đình Hoàng. Gần đây báo chí có nói rằng tôi đang lảng tránh lời mời tỷ võ của nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Nhưng ngược lại, tôi chấp nhận yêu cầu của anh về một trận thượng đài Tôi sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của anh, đó là một vinh dự với tôi, nhưng tôi muốn anh hãy dùng chân để thượng đài một cách sang phẳng, thay vì chỉ dùng tay giống như lời anh nói. Anh có thể cho tôi biết rằng chúng ta cần phải làm gì để có thể xin giấy phép để thượng đài một cách hợp pháp hay không? Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một cách nghiêm túc và thẳng thắn nhất. Chào thân ái. Mô đồ của phái Vịnh Xuân Nam Anh còn nhắn gửi thêm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới anh vì đã mời tôi giao đấu. Hy vọng chúng ta có thể tỉ thí trên tinh thần thượng võ tôi rất vui nếu liên hệ với anh một cách trực tiếp nó tốt hơn so với việc chúng ta chỉ có thể trao đổi với nhau qua mạng xã hội bởi tôi cũng không nói được tiếng việt bây giờ tôi đã rời việt nam nhưng anh có thể liên hệ với người anh em của tôi ở việt nam anh ấy là peter phạm tôi đã gửi số điện thoại của anh ấy cho anh và thông qua tin nhắn đó là người có thể thay tôi trao đổi trực tiếp với anh tôi hy vọng điều này có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn để chúng ta có thể bước lên đài Flores nhắn rằng nếu giao đấu, Trương Đình Hoàng hãy dùng cả hai chân thay vì chỉ dùng đòn tay. Trước khi chuẩn võ sư người Canada gốc Chile lên tiếng, nhà vô địch SEA game Trương Đình Hoàng cũng lên mạng xã hội khẳng định. Đến lúc đó, khi Forest về Việt Nam, tôi sẽ nhờ người đại diện liên hệ với ông và xin phép Liên đoàn Boxing Việt Nam tổ chức một trận đấu hợp pháp. Như vậy có thể thấy, cả Forest lẫn nhà vô địch Boxing Trương Đình Hoàng đều đã sẵn sàng giao đấu với nhau khi chuẩn võ sư người Canada trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, việc Liên đoàn Boxing Việt Nam hay một tổ chức khác liệu có cấp phép cho trận thượng đài này hay không hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới võ của truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật của truyền Việt Nam thì gần như chắc chắn sẽ không có một liên đoàn hay tổ chức nào đồng ý cấp giấy phép cho trận đấu này diễn ra. Theo huấn luyện viên cựu võ sĩ lừng danh Mui Kích Bốc Sinh Huỳnh Văn Dũng, nếu trong trường hợp màn tỷ thí nói trên trở thành hiện thực, Trương Đình Hoàng sẽ có quá nhiều lợi thế và anh hoàn toàn đủ sức hạ gục Forrest dù chấp cả hai chân. Nếu thấy video thú vị, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận. Dù đã nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhưng võ sư Forrest lại bất ngờ về lại Canada mà không hẹn ngày quay lại Việt Nam. Theo thông tin từ phía những người bạn của Forrest tại Việt Nam, sau khi gặp được Johnny Trí Nguyễn vào chiều tối 27 tháng 2, Forrest đã thăm một số bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh sau đó lẳng lặng về lại Canada. Điều mà dư luận quan tâm đó chính là việc trước đó, Forrest đã nhận lời thách đấu của võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng. Thậm chí chính nhà vô địch boxing SEA Games 28 còn cho biết, anh sẽ xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để tỉ thí với võ sư người Canada nếu lời thách đấu được chấp nhận. Về lời thách đấu này, Forrest cho biết ông chỉ nghe thông tin qua báo chí, chứ Trương Đình Hoàng chưa liên hệ trực tiếp với ông. Tuy vậy, võ sư của Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ, rất có thể sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Khi đó nếu Trương Đình Hoàng muốn thách đấu, hãy chủ động liên hệ, ông sẽ nhận lời. Sau khi nhận được thông điệp trên từ Forrest, nhà vô địch boxing SEA Games 28 cho biết sẽ chờ đợi Forrest quay trở lại Việt Nam và nhờ người liên hệ với võ sư này để đưa ra lời thách đấu. Cùng với đó Trương Đình Hoàng cho biết anh sẽ xin giấy phép để tổ chức một trận đấu hợp pháp đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Võ của Forrest chỉ để múa, không cửa đấu với nhà vô địch SEA Games. Theo huấn luyện viên cựu võ sĩ lừng danh Huỳnh Văn Dũng, thì chuẩn võ sư Forrest hoàn toàn không đủ trình độ để có thể tỷ thí với nhà vô địch SEA Games Trương Đình Hoàng. Chiều qua 27 tháng 2, chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Forrest đã nói với một tờ báo rằng anh sẽ nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng và nếu có cơ hội thi đấu thì trận thượng đài sẽ diễn ra trong khoảng vài tháng nữa. Tuy nhiên, theo đánh giá của cựu võ sĩ lường danh Môn muay kích sinh Việt Nam Huỳnh Văn Dũng, hiện nay huấn luyện viên đội Môi kích sinh tỉnh Bình Dương thì Flores hoàn toàn không có cửa nếu tì thí với Trương Đình Hoàng. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng đánh giá, Trước kia tôi và anh Trương Đình Hoàng từng là đồng đội của nhau ở đơn vị tỉnh Đắk Lắc nên tôi quá hiểu về trình độ của anh ấy. Tất nhiên, một võ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng để thua một đối thủ kém tên tuổi khi thượng đài là điều bình thường. Nhưng với một võ sĩ có đẳng cấp như Đinh Hoàng thì anh có rất nhiều cơ sở để đánh bại Forrest. Để nhận xét về khả năng của mỗi người, tôi cho rằng Forrest hoàn toàn không đủ trình độ để so sánh được với Đinh Hoàng. Theo dõi khá nhiều clip của Forrest có thể thấy, dù có lợi thế về chiều cao và đặc biệt là cân nặng, Đinh Hoàng đánh hạng 75kg, Forrest nặng hơn 90kg, nhưng tất cả mọi kỹ năng của Forrest đều không thể so sánh được với Đinh Hoàng. Đình Hoàng là võ sĩ chuyên nghiệp, từng quá nhiều lần thượng đài với những đối thủ mạnh. Còn Forrest, nhìn bộ pháp của anh ta là đủ biết trình độ anh ta ra sao. Tôi cho rằng những đòn đánh của Forrest chắc chắn không đủ mạnh để có thể hạ gục nổi một võ sĩ chuyên nghiệp của làng mây, kích boxing, sinh, tán thủ, MMA. Kể cả Đình Hoàng có chấp cả hai chân đi nữa, thì cách thức di chuyển, khả năng ra đòn và kinh nghiệm của anh ấy chắc chắn sẽ hạ gục được Forrest. Hơn nữa theo tôi, Môn vịnh xuân mà Fred tập luyện có tính thực chiến không cao và rất khó để so sánh được với bốc sinh. Tôi nghĩ võ của Fred chỉ để múa, chứ nếu bước lên đài, Fred làm gì có cửa để so sánh với Trương bình Hoàng. Được biết cách đây chừng nửa năm, chính cựu võ sĩ huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng từng ngỏ ý muốn giao đấu với Fred, tuy nhiên ý định này đã bất thành do không nhận được lời phản hồi từ chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh. Võ sư Huỳnh Văn Dũng khẳng định, rằng những nhận xét của anh về trình độ foret và trương minh hoàng là hoàn toàn khách quan và nếu có cơ hội anh vẫn muốn được một lần so găng với chuẩn võ sư người canada năm ngoái đúng là tôi từng muốn so găng với anh foret sau đó tôi đã bị lãnh đạo ngành thể thao tỉnh bình dương nhắc nhở tuy nhiên nếu có cơ hội tôi sẵn sàng mời foret bước lên đài trước khi cựu vô địch đến từ bình dương lên tiếng nữ võ sĩ từng vô địch thế giới bùi yến ly của đội tuyển mây việt nam cũng cho rằng trình độ của Fred là hoàn toàn không đủ để bước lên đài thi đấu với những tay đấm chuyên nghiệp của Việt Nam như Trương Đình Hoàng hay Huỳnh Văn Dũng. Yên Ly đánh giá rằng cả Trương Đình Hoàng và Văn Dũng đều là những võ sĩ cực kỳ bản lĩnh và có kinh nghiệm dày dặn nên cả hai dễ dàng hạ gục Fred. Ngày 27 tháng 2, nhà vô địch SEA Games 28 Trương Đình Hoàng cũng lên mạng xã hội khẳng định Tôi sẵn sàng tập luyện và tiếp đón ông với tinh thần giao lưu võ thuật, mặc dù có nhiều người nói tôi muốn nổi tiếng nên làm trò để đánh bóng tên tuổi nhưng tôi không quan tâm. Quan trọng là bên cạnh tôi có những người thầy và những người anh em đồng đội của tôi biết mục đích của tôi là gì và luôn ủng hộ tôi. Trước đến nay tôi sống thế nào ai cũng biết nên tôi sẽ không nói nhiều. Tôi nghe có thông tin nói ông ấy muốn vào Sài Gòn để giao đấu trong đấy, mặc dù tôi muốn trận đấu diễn ra tại Đắk Lắk và anh em bạn bè của tôi theo dõi, nhưng nếu ông muốn vậy tôi sẵn sàng vào đấy một chuyến. Các